kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày 13 tháng 5 sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Trước những thách thức, rào cản của thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp thủy sản cần chủ động mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng để hồi phục và bứt phá trong thời gian tới. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên đã bắt đầu thi công đồng loạt nhiều gói thầu, đảm bảo truyền tải trên 20 tỷ kWh điện mỗi năm, phục vụ phát triển kinh tế cho miền Bắc. Câu chuyện về những nhà khoa học Việt Nam đóng góp nhiều kết quả nghiên cứu hữu ích, phục vụ công cuộc đổi mới và phát triển đất nước nhân kỷ niệm 65 năm ngành khoa học công nghệ Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, điều hành hoạt động Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Trong 3 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về 14 nhóm nội dung. 5 nội dung sẽ được cho ý kiến bằng văn bản. Với tinh thần đảm bảo các dự án, dự thảo thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng, bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án, dự thảo, hợp hiến, hợp pháp, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời ra soát, xem xét những nội dung khác trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Nhấn mạnh khối lượng công việc là tương đối lớn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan bảo đảm tiến độ gửi tài liệu, còn các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực vào từng nội dung. Cũng trong sáng nay, cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình những tháng đầu năm nay, các đại biểu đánh giá cao nỗ lực điều hành của chính phủ trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời quan tâm đến một số vấn đề đang nổi lên như quản lý thị trường vàng và giá vàng. Giải trình tại phiên họp, lãnh đạo chính phủ cho biết, chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã theo dõi sát sao thị trường và đưa ra nhiều giải pháp như yêu cầu phát hành hóa đơn mua bán vàng với từng lần giao dịch, niêm yết giá, làm rõ có tình trạng thổi giá, thao túng giá hay không, đánh giá đúng nhu cầu giao dịch thực tế và nếu phát hiện các hành vi vi phạm sẽ chuyển hồ sơ đến Bộ Công an để xử lý. Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu điều đạt gần 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 21% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệp hội điều Việt Nam kỳ vọng xuất khẩu điều sẽ đạt 4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay bởi nhu cầu điều trên thế giới sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Xuất khẩu hạt điều sang một số thị trường lớn như Trung Quốc, Hà Lan, Hoa Kỳ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Trong đó Trung Quốc đặc biệt thích hạt điều của Việt Nam, nhiều nguồn cung ổn định quanh năm và có chất lượng tốt, xu hướng chế độ ăn thuần chay và thực vật khiến nhu cầu về các loại hạt tăng cao, trong đó có hạt điều. Trong năm 2024, ngành thủy sản của Việt Nam khá thận trọng trong việc đặt ra chỉ tiêu với mức tăng chỉ vào khoảng 3 đến 5% so với năm ngoái. Nếu như năm ngoái xuất khẩu thủy sản về đích ở mức 9,2 tỷ đô la Mỹ thì năm nay mục tiêu là từ 9,5 đến 10 tỷ đô la Mỹ. Kế hoạch này được đề ra trong bối cảnh các doanh nghiệp thủy sản ở Nam Trung Bộ đang có sự phục hồi với nhiều đơn hàng được ký mới trong những tháng đầu năm nay. Đơn cử như công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Hải Phú, từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp này đã ký thêm hợp đồng với 3 khách hàng mới. Nhờ vậy, đơn hàng xuất khẩu tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Tồn kho ở các thị trường trọng điểm cũng đã được giải tỏa. Chúng tôi đã có kế hoạch xây dựng và triển khai việc thu mua đi các cái vùng nguyên liệu đáp ứng được các cái đơn hàng trong quá trình mà sản xuất cho nó kịp thời. Mục tiêu của năm 2024 đáp ứng được thị trường các cái đơn hàng mà đã ký được từ đầu năm. Còn tại công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Nguyên Đại, chuyên chế biến mặt hàng mực nang xuất khẩu sang Trung Quốc. Thời gian qua, tác động của thẻ vàng thủy sản khiến công ty thiếu hụt nguồn nguyên liệu sản xuất. Do đó, công ty phải chuyển hướng sang sản xuất các mặt hàng có nguồn nguyên liệu sẵn ở địa phương để duy trì hoạt động và giữ chân người lao động, chờ thị trường phục hồi để tăng tốc xuất khẩu. Ngoài mực nang á, thì từ tháng đầu năm đến tháng năm á, là nó không có hàng, thành thử là mình kiếm công việc cho người ta làm. Thì gặp mực xà thì mình xẻ khô bán cho người ta, đã có cơm á, thì trũng rồi phơi khô rồi bán, mình là đại lý. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, trong năm 2024, nhiều khó khăn sẽ tiếp tục chi phối tình hình sản xuất và xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp. Chi phí vận chuyển công hàng xuất đi châu Âu nó tăng lên từ 2.000
đô á, một container bây giờ nó lên 5.500 một công, cũng doanh nghiệp chịu. Phía doanh nghiệp thì cũng mong nhà nước quan tâm giúp cho cái lãi suất ngân hàng á nó giảm, cởi mở cái chính sách cho vay đi để tạo thêm cái nguồn vốn bổ sung cho tăng cường sức chịu đựng doanh nghiệp. Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi doanh nghiệp luôn sẵn sàng tâm thế đối diện với những thách thức, ổn định sản xuất để có thể hồi phục và tăng tốc trong thời gian tới. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong quý 1 vừa qua đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy xuất khẩu thủy sản đầu năm nay có tín hiệu khởi sắc, song mức tăng trưởng này vẫn chưa như kỳ vọng khi chi phí đầu vào, phí vận chuyển liên tục tăng. Đây là những khó khăn mà nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản phải đối mặt. Trước những thách thức, rào cản của thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp thủy sản cần chủ động tìm kiếm đối tác mới và mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng để có thể hồi phục và bứt phá trong thời gian tới. Hiện tại, công ty cũng đang ra mắt sản phẩm mới. Đó là hai sản phẩm có nguồn gốc từ Bình Định, là tôm Việt Úc và cá diều hồng ở hồ Định Bình. Sản phẩm đó, công ty cũng đang hướng tới sản xuất cho hàng giá trị gia tăng cao, là mặt hàng sushi. Ngoài mặt hàng sushi, còn có mặt hàng tẩm bột. Thời gian qua, với những động thái tích cực của chính phủ như chính sách giảm thuế giá trị gia tăng và nỗ lực chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, đã hỗ trợ doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu thuận lợi hơn. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại nhằm quảng bá sản phẩm và đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường tiềm năng. Các cấp có thẩm quyền thì tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi. Những phát triển về hạ tầng nghề cá, khi mà cái hạ tầng nghề cá được đầu tư thì các cái nó thu hút nhiều các cái hoạt động dịch vụ gần bờ này, họ xuống hàng đồ mà cung cấp cái nguyên liệu cho các lĩnh vực về sơ chế chế biến, từ đó họ tạo ra những cái nguồn hàng chủ động trong cái thực hiện tổ chức sản xuất trên cơ sở. Khi mà có cái nguồn liệu nó giàu giàu rồi thì chúng ta mới tổ chức về năng lực về chế biến, nâng cao chất lượng hàng gia tăng. Xuất khẩu thủy sản được dự báo sẽ hồi phục dần trong năm 2024 và khả quan hơn vào nửa cuối năm. Với tín hiệu lạc quan ở các tháng đầu năm và tâm thế vượt khó của doanh nghiệp, nên mục tiêu kim ngạch xuất khẩu trong khoảng từ 9,5 đến 10 tỷ đô la Mỹ là hoàn toàn có cơ sở để đạt được. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đường phố sau 22 giờ đã giảm bớt ánh đèn, hàng loạt biển quảng cáo, đèn trang trí lớn trong thành phố cũng đã được tắt sau thời điểm này. Đây là giải pháp tiết kiệm điện của thành phố từ nay đến ngày 30 tháng 6. Sau 21 giờ là có khoảng 80% biển quảng cáo, biển hiệu trên tuyến đường Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa được tắt để cắt giảm lượng điện năng tiêu thụ. Chủ trương này được thực hiện sau yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng tại các tuyến đường có lưu lượng giao thông ít, tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng quảng cáo từ 22 giờ. Ngày 12 tháng 5, dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên đã bắt đầu thi công đồng loạt nhiều gói thầu, kéo dây sớm hơn một tuần so với kế hoạch đề ra, với tổng chiều dài gần 520 km đi qua địa bàn 9 tỉnh thành. Việc thực hiện sớm gói thầu này sẽ đảm bảo mục tiêu đưa dự án về đích đúng hẹn. Gói thầu số 37 bao gồm 6 khoảng néo hành lang tuyến thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn Nam Định 1, Thanh Hóa. Ngay khi toàn bộ vật tư thiết bị được tập kết, công tác giải, kéo dây đã được nhà thầu đồng loạt triển khai nhằm tranh thủ thời tiết thuận lợi. Công tác giải, kéo dây tại nhiều gói thầu của dự án đường dây 500 kV mạch 3 đã được đẩy sớm hơn kế hoạch là một tuần. Qua đó sẽ đảm bảo công tác giải, kéo dây toàn dự án sẽ kết thúc trước ngày 15 tháng 6 năm nay. Chủ đầu tư cho biết, toàn dự án có 503 khoảng néo, hành lang tuyến. Hiện 80% đã được các địa phương bàn giao theo cam kết công tác này sẽ được hoàn thành trong 3 ngày nữa. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ dự án, hiện công tác giải, kéo dây đã được triển khai ngay khi công tác dựng cột hoàn tất. Nhà thầu sẽ tập trung mọi nguồn lực, nhân lực, máy móc thiết bị để đẩy nhanh công tác triển khai dựng cột và kéo dây. Nhà thầu đang dự kiến kế hoạch là hoàn thành công tác kéo dây dự kiến trong vòng 7 ngày. Hiện nay trên toàn tuyến Nam Định 1 Thanh Hóa đã hoàn thành 176 vị trí móng cũng như đã và đang dựng 157 cột. Thì với việc mà các địa phương, nhân dân nơi đường dây đi qua đã cơ bản bàn giao các khoảng hành lang thì chúng tôi đã đẩy sớm cái việc kéo dây lên một tuần
để đảm bảo đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng là đóng điện tuyến đường dây này vào cuối tháng 6. Theo kế hoạch đề ra, tuyến truyền tải 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên sẽ hoàn thành và đóng điện trước ngày 30 tháng 6, đảm bảo truyền tải trên 20 tỷ kWh điện mỗi năm, đáp ứng thêm nhu cầu điện năng để phục vụ phát triển kinh tế cho miền Bắc. Sau đây là phần điểm những nội dung đáng chú ý về Việt Nam trên các trang báo 24 giờ qua. Dữ liệu kinh tế Việt Nam tháng 4 cho thấy ngành sản xuất tiếp tục hoạt động tốt. Theo trang tin tức Quảng Y 163 của Trung Quốc, sau sự phục hồi mạnh mẽ của GDP trong quý 1, kinh tế Việt Nam tiếp tục cho thấy xu hướng tăng trưởng tích cực trong tháng 4 nhờ việc chính phủ mở rộng chi tiêu đầu tư, môi trường kinh doanh và sự cải thiện liên tục của khuôn khổ và hệ thống pháp luật. Tháng 4 năm 2024, sản xuất công nghiệp Việt Nam duy trì xu hướng tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp trong nước IIP tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 4,8% của tháng trước. Chỉ số nhà quản lý mua hàng sản xuất PMI cũng chỉ ra rằng sản xuất công nghiệp đang phục hồi với tốc độ nhanh. PMI sản xuất của Việt Nam ghi nhận 50,3 trong tháng 4. Chính sách chưa từng có nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế Việt Nam, trang Newsday FR đã đề cập đến nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ được Quốc hội khóa 15 thông qua trong kỳ họp bất thường đầu năm 2022 đã mang lại kết quả tích cực trong hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế xã hội của Việt Nam. Nghị quyết đưa ra một loạt biện pháp chưa từng có, trong đó miễn giảm thuế với tổng trị giá 60,53 nghìn tỷ đồng, tương đương 2,52 tỷ đô la Mỹ, giúp giảm bớt khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Quốc hội cũng đã cho phép giảm 2 điểm phần trăm đối với thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất, thuê mặt nước cho năm 2023 và 2024. Việc ban hành và triển khai nghị quyết số 43 là quyết định đúng đắn, kịp thời của Quốc hội trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 đặt ra. 2 triệu doanh nghiệp Việt Nam dự kiến đóng góp 70% GDP vào năm 2030. Theo Borneo Bulletin, Việt Nam đặt mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp sẽ đóng góp 32-38% tổng số việc làm và 98-99% tổng kim ngạch nhập khẩu đến năm 2030. Mục tiêu này nằm trong chương trình hành động của Chính phủ mới ban hành nhằm thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời đại mới. Theo chương trình, Việt Nam đặt mục tiêu có khoảng 20-25% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và 30-35% có nữ giám đốc hoặc lãnh đạo. Ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam sẽ lọt vào danh sách tỷ phú thế giới và 5 người được bình chọn là doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín bình chọn vào năm 2030. Thái Lan và Việt Nam cạnh tranh vị trí xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới. Trang Twitter La Thailander thông tin Ấn Độ vẫn ở vị trí số 1. Thái Lan và Việt Nam đang chạy đua vị trí thứ 2 trên thế giới với tư cách là nước xuất khẩu gạo trong năm nay. Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan TREA cho biết Ấn Độ mặc dù vẫn ở vị trí đầu tiên nhưng có thể chứng kiến xuất khẩu gạo sụt giảm đáng kể do các chính sách trong nước. Thống kê của TREA trong quý 1 năm 2024 cho thấy Ấn Độ xuất khẩu nhiều gạo nhất với 4,3 triệu tấn, giảm 28,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở vị trí thứ hai là Thái Lan với 2,46 triệu tấn, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là Việt Nam ở vị trí thứ 3 với 2,18 triệu tấn, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo. Cơn mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn khiến nhiều tuyến phố của thủ đô Hà Nội bị ngập sâu, tạo nhiều khó khăn cho người dân trong việc đi lại. Phường đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh áp dụng thí điểm cho thuê vỉa hè. Nhiều hộ dân kỳ vọng điều này sẽ tạo thuận lợi trong việc bố trí kinh doanh so với trước đây. Tiếp tục bản tin với những nội dung đáng chú ý. Chính quyền thủ đô Warsaw, Ba Lan dự kiến hôm nay sẽ họp để tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương trong vụ cháy trung tâm thương mại tại số 44 Marivinska làm hàng trăm gian hàng bị lửa thiêu rụi, trong đó có gần 1/3 là của bà con người Việt. Hiện chính quyền thành phố liên tục cập nhật diễn biến về thiệt hại. Trung tâm an ninh thành phố thường xuyên liên lạc với các cơ quan dịch vụ và sẵn sàng hỗ trợ. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy cũng như chưa có thông tin thiệt hại về người. Ngoài lực lượng cứu hộ, các
nhân viên chuyên ngành về hóa chất đã được điều động đến hiện trường để theo dõi bầu không khí sau hỏa hoạn. Các thiết bị đo được cho thấy không khí đang bị ô nhiễm nặng, nhưng người dân chưa phải sơ tán mà được yêu cầu tạm thời đóng tất cả cửa sổ cũng như hạn chế ra ngoài. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã cử nhóm công tác ngay lập tức tới hiện trường, đồng thời phối hợp với Hội người Việt Nam tại Ba Lan sẵn sàng hỗ trợ bà con làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để giảm thiểu hậu quả của vụ cháy. Với những bà con bị mất giấy tờ trong vụ cháy, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan sẵn sàng hỗ trợ tối đa để sớm cấp lại giấy tờ mới. Lượng mưa tính từ 7 giờ tối qua đến 4 giờ sáng nay ở Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Tuyên Quang từ 100 đến 165mm. Mưa còn xảy ra nốt trong hôm nay ở Bắc Bộ. Lượng mưa giảm so với đêm qua, cục bộ có điểm mưa to trên 40mm. Ngày hôm nay, vùng mưa sẽ dịch chuyển xuống Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa trên 100mm. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Tối qua, cơn mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn đã khiến nhiều tuyến phố của thủ đô Hà Nội bị ngập sâu. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Thưa quý vị khán giả, trận mưa lớn kéo dài 1 tiếng đồng hồ vào tối ngày 12 tháng 5 từ khoảng 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút với lượng mưa có nơi lên tới hơn 100mm đã khiến cho nhiều tuyến phố của thủ đô Hà Nội bị ngập úng khá là sâu. Hơn 9 giờ tối nhưng quý vị có thể thấy là nhiều tuyến phố vẫn bị ngập nặng và các phương tiện di chuyển rất là khó khăn. Hàng loạt tuyến phố bị ngập từ 20 đến 40cm như Thái Hà, Tôn Thất Thuyết, Phan Văn Trường, Nguyễn Trường Tộ, Khâm Thiên, Phùng Hưng, Lương Thế Vinh, Tố Hữu. Tại phố Triều Khúc, cả tuyến phố như biến thành sông, ngập đến hết bánh xe máy, không thể phân biệt được đâu là vỉa hè và đâu là lòng đường. Những xe máy cố di chuyển đều bị chết máy và người dân phải dắt bộ. Ô tô đi qua còn tạo thành các sóng nước khiến một số người bị té ngã. Nhiều người phải đứng chờ rất lâu, đợi nước rút mới dám di chuyển. Nhà tôi ở sâu bên trong kia mà bây giờ đường ngập rất là sâu, tôi sợ chết máy, tôi không thể đi vào trong được. Tôi đứng đợi đây 30 phút rồi, chưa thể vào trong được. Khi mà nước nhiều ngập quá thì một lần trước em bị hỏng xe rồi nên em phải sửa xe rồi, thì lần này em đợi nước rút bớt thì rút hẳn thì em đi vào. Thỉnh thoảng trời mưa mà to này thì sẽ bị ngập, đa phần bị ngập. Nói chung là xe số thì hay bị kiểu chết máy và phải đi ấy lại vô gì các thứ. Dự báo sáng nay Hà Nội và miền Bắc vẫn có khả năng xảy ra mưa to cục bộ, nguy cơ ngập úng tái diễn ở các vùng trũng thấp, đô thị và cả sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 11 tuyến đường có vỉa hè rộng ở quận 1 được thí điểm để kinh doanh dịch vụ mua bán hàng hóa có thu phí. Đây là địa phương phường đầu tiên tại thành phố áp dụng việc thí điểm với thời gian khoảng 5 tháng. Nhiều hộ kinh doanh kỳ vọng việc cho thuê vỉa hè này sẽ tạo thuận lợi hơn trong việc bố trí kinh doanh so với trước đây. Đường Hải Triều, quận 1 là một trong 11 tuyến đường được thí điểm để cho thuê vỉa hè. Và sân trắng này mới được kể là ranh giới để các hộ kinh doanh không được phép kê bàn ghế lấn ra ngoài, chừa lại phần diện tích cho người đi bộ. Theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải, vỉa hè thuộc diện cho sử dụng một phần phải rộng ít nhất là 3 mét, trong đó 1,5 mét dành cho người đi bộ. Nhiều hộ kinh doanh ăn uống tại đây tuy đã bố trí nhiều bàn trong nhà, nhưng với nhiều thực khách, việc ăn uống trên vỉa hè lại có những điều thú vị riêng. Đây là cái trung tâm của quận nhất mà khách vừa khách nước ngoài và khách tỉnh lên rồi khách địa phương. Cái vị trí mà ngồi được vỉa hè mình ngắm cảnh đường phố đi qua đi lại là được chỗ để xe nữa, giờ mình trong xe luôn là rất là tiện. Mời khách vào trong nhà thì khách không có muốn, khách muốn ngồi ngoài vỉa hè, khách được ngồi ăn không có bị chạy rồi không bị rượt rồi không bị đuổi, không bị dọn bàn, bách bàn rồi nữa thì nó rất là ok. Hiện giá cho thuê được tính từ 20.000 đến 350.000 đồng mỗi mét vuông tùy khu vực. Bà Liên, chủ quán phở trên đường Hải Triều tính toán, với khoảng 8 mét vuông diện tích vỉa hè sử dụng, mỗi tháng bà sẽ trả thêm 800.000 đồng. Như vậy là hợp lý với người kinh doanh. Khách du lịch người ta được ăn uống, được ngồi thoải mái. Còn địa phương thì cũng có thêm chút thu để sửa sang lại những cái nơi nó bị xuống cấp. Một xe bánh mì nhỏ tại khu vực chợ Bến Thành gần 20 năm nay, với chị Oanh,
Việc thí điểm cho thuê vỉa hè sẽ tạo thuận lợi rất lớn cho những người buôn bán nhỏ. Anh nói hình như cái đây có mấy 200 gì thôi à. Rất là tốt luôn, nếu mà nhà nước làm vậy thì mình tốt lắm á. Phải tạo điều kiện cho mình có chỗ mình buôn bán đó, yên ổn chỗ bán cho họ mất công mình chạy hoài. Người dân sẽ thực hiện việc đăng ký sử dụng thông qua phần mềm, tra cứu và đăng ký sử dụng tạm thời hè phố quận 1. Sau khi đăng ký trên phần mềm, hồ sơ sẽ được khảo sát, thẩm định và tối đa trong vòng 3 ngày sẽ duyệt phương án, chuyển mã QR đến người dân đóng phí sử dụng. Năm nay kỷ niệm 65 năm ngành khoa học công nghệ Việt Nam. 65 năm qua, trong điều kiện nghiên cứu khoa học còn khó khăn, hạn chế so với nhiều nước, các nhà khoa học Việt Nam vẫn luôn nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu sáng tạo, đóng góp nhiều kết quả nghiên cứu hữu ích, phục vụ công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Chúng ta cùng nhìn nhận những đóng góp của các nhà khoa học thông qua giải thưởng Tạo Quang Bửu những năm gần đây. Đây là chiếc lá nhân tạo rất mỏng, nhẹ, có cơ chế hoạt động như một tấm pin mặt trời. Khi đưa vào môi trường nước, được chiếu dưới ánh sáng có cường độ tương tự ánh sáng mặt trời. Nó giúp chuyển hóa thành năng lượng hóa học tích trữ trong nhiên liệu hydro, đặt nền móng cho nghiên cứu năng lượng hydro sạch. Công trình do Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Trần Đình Phong làm chủ nhiệm với 4 bài báo được công bố quốc tế. Từ những cái nghiên cứu của chúng tôi thì cộng đồng đã hiểu hơn về cái cấu trúc, cơ chế hoạt động cũng như tìm kiếm ra được những cách mà có thể tăng cường cái khả năng làm việc của cái lớp xúc tác đó để tiến dần đến chuyện là thay thế cái xúc tác platin trong công nghiệp. Còn đây là công trình nghiên cứu về cảm biến nano do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu làm chủ nhiệm, đưa ra phương pháp chế tạo cấu trúc nano thứ cấp mới đơn giản, dễ điều khiển và có thể mở rộng cho việc chế tạo nhiều loại cấu trúc nano thứ cấp khác trên cơ sở các cấu trúc nano một chiều. Công trình của chúng tôi là mang tính chất là nghiên cứu cơ bản, khám phá những cái phương pháp chế tạo mới của vật liệu, thì có thể nói là nó mở ra một cái hướng mà chúng tôi tiếp tục theo đuổi trên cơ sở được cái tài trợ của Bộ Khoa học Công nghệ, các cái đề tài nó có định hướng ứng dụng trong cái thời gian vừa rồi. Đây là hai trong số các nhà khoa học vinh dự được trao giải thưởng Tạ Quang Bửu, giải thưởng của Bộ Khoa học Công nghệ dành cho những công trình khoa học xuất sắc. Những năm qua, giải thưởng này ghi nhận ngày càng nhiều các công trình khoa học cơ bản chất lượng cao được công bố trên các tạp chí uy tín quốc tế, hướng đến những vấn đề thiết thực phục vụ đổi mới đất nước. Từ khi quỹ Napostit ra đời và hỗ trợ đến nay thì chúng ta thấy rằng là cái số lượng các cái bài báo quốc tế có uy tín của Việt Nam đã tăng lên trung bình mỗi năm khoảng 20%. Và từ một cái nước mà chúng ta rất khó khăn trong công tác công bố quốc tế thì đến nay là chúng ta đã có khoảng trung bình 18.000 công bố quốc tế uy tín trong một năm. Nó chính là một con số thể hiện tiềm lực mạnh mẽ, một cái vị thế của nền khoa học cơ bản Việt Nam trên trường quốc tế. Bộ Khoa học và Công nghệ hiện đang tích cực hoàn thiện cơ chế chính sách, sửa đổi luật khoa học và công nghệ, đổi mới tư duy quản lý, triển khai các giải pháp nhằm xây dựng môi trường học thuật minh bạch, khách quan, công bằng, khuyến khích các nhà khoa học, đặc biệt là nhà khoa học trẻ nghiên cứu, tiếp tục khẳng định vị thế và đóng góp cho sự nghiệp đổi mới đất nước. Phần cuối của bản tin như thường lệ là những thông tin dự báo thời tiết trong nước và quốc tế. Bản tin thời sự xin được khép lại tại đây. Để xem trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.